Dạ chào cô bác và các anh chị. Hôm nay mình đi chợ mình làm món ăn, mua cà về mình cà làm cà nướng mỡ hành cả nhà. Với mình ăn thêm món nữa là trứng luộc rồi rau lang. Trứng luộc rồi rau lang luộc mình ăn chung. Bữa nay mình ăn kiểu dân dã luôn á. Bây giờ này đang nướng cà nè cả nhà. Thơm quá thơm. Dạ mời cả nhà ăn cơm với mình nha cả nhà. Hôm nay mình làm ăn cà nướng dầm mỡ hành với trứng luộc dầm nước mắm với ăn với rau lang ha. Rau lang luộc. Rồi mời cả nhà cùng ăn cả nhà. Đập trứng cho bớt anh ơi, đặng dầm vô. Trứng vịt có, trứng gà có. Bớt cơm đi. Ăn cơm đơn giản. Cũng ăn thịt cá nhiều quá ngán. Vậy chứ ngon nha cả nhà. Rồi chế nước mắm vô đây. Cái món cà nướng này thôi là cái mắm chua ngọt là ngon nhất nách rồi. Thôi vô hộp gà gì mà trứng gà gì mà có trồng trồng đỏ sao nó trắng trắng như vậy anh? Cái thì vàng quá, cái thì trắng quá. Nhiều khi con gà trời gà chứ gà tre mà không biết nữa. Nhưng mà điều tại chắc hoặc là nó bị có thể nó lâu á hoặc là để trước á. Trứng thì vàng quá, trứng thì trắng quá. Cà vô đây luôn ha. Cà cho đây luôn. Cà nướng nướng là ăn nó ngọt mà nó béo. Ở quê mấy món này ăn dễ vậy chứ ngon lắm á cả nhà. Ngon. Ha ha.
giờ không biết chuyện gì kể. Ngon. Ngon. Ăn cơm cà nướng trứng luộc mà kể lại chuyện cái ao á. Nhắc lại chuyện cái ao coi nha. Mà hồi trước mình có người thả vịt ở trước nè, đi ngang xẻo nguyên bầy vịt ta tự nhiên đi xong cái ra. Ta đi cái sao tự nhiên mình ra lụm trứng quá trời. Nhớ rồi, ngay bụi tre gì. Ừ. Bữa lụm cũng mất đủ quá. Vịt đẻ á. Ngộ sao đẻ. Nó dẫn đi ngang. Tới đó nó mất đẻ quá hả, lại nó đẻ. Ngộ thiệt chứ. Vịt ở dưới quê người ta nuôi, người ta chạy đầm á cả nhà. Hồi xưa mình không hiểu cái từ vịt chở lòng là sao, sau này mới hiểu là chạy đầm mà tất nhiên là chạy theo mấy cánh đồng mà ta vừa gặt lúa cắt lúa xong cho con vịt bầy vịt lồi xuống nó lót lúa rụng nó ăn, khỏi tốn tiền mua lúa cho nó ăn. Bởi vì con đồng này qua đồng nọ thành ra kêu là chạy đầm. Giờ gặt mái hết không biết còn. Mái gặt lấy gom rồi lứa chứ. Ra chắc không còn để vịt mót. Bỏ qua thấy vịt đâu anh? Đâu vậy đâu? Cái nó không thấy đâu. Nó dùng trên á. Dùng ăn gian đó. Lứa nhiều, nó mới làm sao. Mà làm cái nghề đó cực khổ lắm đó. Ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ ngoài đầm, ngoài gì đó không. Không, nhưng mà những cái trứng vịt mà con vịt chạy đồng nó đẻ ra là rất là chất lượng cả nhà, tại vì nó ăn lúa không à, ngon lắm. Ngon quá. Ăn dân giả đơn giản vậy mà ngon. Cho miếng cà vô. Chan này giống này nước là lạc rồi. Em chan đi, chan nước mắm khác vô. Chấm tới chấm lùi á, nó chấm nó hơi lạc. Vậy nó mới ngon. Yeah.
nhiều cả nhà ơi. Trồng đỏ là cái gì anh? Cái gì cao? Cholesterol hả? Ừ. Ngày ấy chứ vô nhà hàng ăn mắc lắm nha cả nhà. Dĩa rau tệ lắm cũng 30. Cà này chắc cũng gỡ 70, bị dĩa bự tới 5-6 trái cà. Nó bán trong nhà hàng 2 trái à, 2 trái cà 50 à. Nhà hàng có cà nướng không nha? Có. Trời ơi. Cà nướng rau vừa luộc ăn mấy đó mắc lắm. Để xuống cho vô nhà hàng chứ mấy này không có à? Có. Vô nhà hàng kêu dĩa tôm hùm Alaska với dĩa cà nướng Việt Nam. Bỏ tay luôn. Vậy chứ vô nhà ăn hồi cũng là cà ngon mọi. Video tới đây hết rồi cả nhà ơi. Xin hẹn lại video sau nha. Xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, luôn thành công trong cuộc sống. Dạ em cũng hẹn cả nhà video sau luôn. Cả nhà xem video của hai vợ chồng á, thấy vui và bổ ích đó cả nhà. Cả nhà cho em xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ để kênh được ngày thêm mạnh. Dạ cảm ơn cả nhà. Dạ, chào. Dạ bye bye.